Hello mọi người khỏe không? Tối nay hãy liền chia sẻ ngắn gọn chút xíu thôi. Hôm nay hãy liền chia háo cho buổi tối cho nó nhẹ nhàng. Và táo này là cực kỳ, hãy liền cực kỳ ghiền ăn luôn nha mọi người. Đó, nó mà tới là hãy liền ăn nó liền, ngay lập tức. Đó, người ta mới giao cho hãy liền nè. Đó, giờ này giao cũng khuya rồi, gần 8 giờ người ta mới giao tới nhà cho Hải Ly. Mẹ Hải Ly ăn thử một trái bên nó ngọt quá ngọt mày ơi. Nó nói dạ, làm ơn gửi cho con ăn liền nha, ngay lập tức. Welcome to my channel Hailey 415 YouTube Lifestyle, du lịch và ăn uống, ghi chép nhật ký cuộc sống đời thường vợ của chàng lính Mỹ gốc Việt. Mọi người hãy nhớ đăng ký, subscribe, like and share. Mời mọi người ăn cháo với Hailey nha. Trời ơi, táo đó mọi người ơi, ngon lắm 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 luôn á. Hay liền rất là thích ăn nó. Nói mình nhắc tới những tất cả các loại trái cây á, Hay liền thích ăn táo này với lại ăn trái hồng. Phải trái hồng, đúng rồi, trái hồng. Là mỗi lần cái mùa nó đến rồi hả, là ba Hay liền hồi xưa mà còn sống á, ba Hay liền không có mua ít đâu. Một lần mà ba Hay liền mua á là hai chục pound trở lên đó mọi người, 20 pound trở lên đó, là coi như là cái tủ lạnh của nhà hay là tủ lạnh loại lớn á, là chắc từng đầy ở dưới ngăn dưới rồi ngăn trên rồi ngăn giữa là đầy tàn là táo không á. Tại vì cứ ngồi coi tivi đó ăn biết luôn à. Mà một gỗ này á, thấy là có thể ăn hết nguyên một gỗ trong vòng một nón nhạc luôn á mọi người. Trái đào cũng vậy nữa, nó mà ra là mua ăn hết. Còn nói về cháo á thì thường nhà nè, hay là bữa nay kêu mẹ lấy cái muỗng cây cho hay lì nè, tại vì ăn cái muỗng sắt này á, nó cứ kêu hoài à, sợ ồn mọi người á, mọi người khó chịu á, cho nên không hay lì á suy nghĩ đến mọi người thấy không, cho nên hay lì á rất là quan tâm đến mọi người đó, thấy chưa, mua này thì để ăn cho nó đừng có lên tiếng, để cho mọi người dễ chịu chút xíu. Ăn cái nào đây ta, muỗng ngắn muỗng dài, thôi muỗng dài nha. Nhắc đến cháo thì Hải Ly là không thích ăn cháo nha mọi người, không có hảo cháo. Nhưng mà có vài loại cháo mà Hải Ly có thể ăn được. Thứ nhất là cháo chai. Cháo chai của quán ngoại của Hải Ly nha. Nói đến quán ngoại của Hải Ly á là mẹ Hải Ly nấu, ngoại Hải Ly chỉ việc đứng bán mà thôi. Nhưng mà cháo chai của mẹ Hải Ly nấu là ngon cực kỳ là đỉnh đỉnh. Là giống như là tàu hủ miếng mà mẹ Hải Ly chiên. Nhưng mà cái đặc biệt trong cái cháo chai mà Hải Ly thích nhất của mẹ Hải Ly nấu á là nấm. Nhưng mà nấm là những cái nấm nhỏ gì nè, là ở Việt Nam á mọi người, nấm chút xíu vậy nè. Ở Việt Nam có, bên Mỹ không có, buồn. Nhưng mà nó có bán theo loại trong lon á, nhưng mà trong lon không có ngon. Mọi người biết á, những cái rau củ quả mà đóng lon mà đem qua bên Mỹ rồi là đâu có còn ngon như Việt Nam tươi đâu. Nhắc tới mà cái miệng Hailey nó đầy nước miếng luôn á mọi người. Hailey nhớ mê ăn cháo chai của quán ngoại của Hailey lắm luôn á. Đó là cái cháo thứ nhất Hailey có thể ăn. Thứ hai là cháo cá miền Tây. Hailey không có biết là trên thế giới nó có bao nhiêu các loại cháo cá, nhưng mà chỉ có cháo cá của miền Tây Hải Ly là Hải Ly ăn được. Đó. Và thứ ba nữa là cháo hộp vịt Bắc Thảo. Hộp vịt Bắc Thảo này á, người Tàu người ta nấu á, là người ta có thịt heo bằm hay là thịt bò bằm trong đó. Còn Hải Ly ăn á, là Hải Ly chỉ ăn không thôi à, Hải Ly không thích ăn thịt, tại vì Hải Ly rất là ngán thịt đó mọi người. Nè. Cái này mọi người có ăn cái hộp vịt này không? Ở Việt Nam có ăn không ta? Tại vì đi qua Mỹ cũng lâu rồi, cho nên Việt Nam thấy là cũng không biết là bây giờ có cái gì hay là không có cái gì nữa. Nó là hộp vịt này nè, là ba loại cháo hay là ăn được hết ta? Tạm thời là như vậy đi, tạm thời bây giờ thấy là suy nghĩ là được có ba loại cháo thôi. Còn cháo mà cháo đậu thì thấy là ăn cũng được nha, nhưng mà không có hảo gì mấy. Cháo đậu ăn với cá kho hay này cái nọ ok, hay là dưa mắm được đó, ok. Ồ, nhắc tới dưa mắm cũng ngon hết. Hay là bữa nào mình kêu mẹ nấu cháo đậu đỏ với lại dưa mắm ăn ta, các loại dưa món á. Hay là nói hay là không hảo cháo, mà nãy giờ kể rồi cũng mấy món rồi ta. Trên đời này có bao nhiêu loại cháo, thấy liền ăn hết cũng được mấy món rồi, gì mà còn nó không hảo nữa, hơi mệt quá.
Thôi mời cả nhà ăn nha. Táo này á thì mấy nay Hailey mua 5 pound. 1 pound là 5 đô và thêm 1 pound bông lý, bông thiên lý. Hailey nghe cái tên lạ. Hailey mới hỏi mẹ có biết bông thiên lý là gì không? Mà nói trời ơi bông thiên lý á xào thịt bò ngon lắm. Mà bên Mỹ làm gì có bông thiên lý. Hailey nói mẹ muốn ăn không con mua cho mẹ ăn. Mẹ muốn ăn gì con tìm cũng ra hết. Tại vì mẹ thích ăn cái gì nè, bông súng với lại bông rau nhút đó, mà tươi nha. Hailey cũng tìm mua được cho mẹ ăn nè. Là người ta mua từ bên Việt Nam mà đi máy bay trong vòng đi máy bay bay thẳng qua mọi người, cho nên nó vẫn còn tươi luôn á. Là bông súng với lại rau nhút là Hailey cũng đã mua cho mẹ ăn được rồi nè. Những cái món ở bên Mỹ hiếm không có. Và bây giờ mẹ nói bên Mỹ làm gì có bông thiên lý mà ăn. Hailey nói để con mua cho mẹ. Nhưng mà nó hơi mắc mọi người. 1 pound nó là 12 đô. Là có nghĩa nửa ký á. 1 pound là chưa đến nửa ký luôn nữa. Nửa ký là Hailey tính chẳng trọn vẹn thôi. Chứ thật sự chưa đến nửa ký. Chưa đến nửa ký nó hơi bị hụt. Đó là 12 đô. Nhưng mà cô giao tới đây không tính tiền phí ship cô. Nếu mà mua trên 35 đô không phí ship. Trời ơi, ăn cháo mà cứ nhìn qua cái này hoài. Thôi ăn này trước đi. Mẹ thấy thì nó ngọt mà ngon lắm nè. Nè mọi người, nó mấy trái nè. Thế thì chỉ thích ăn cái loại cháo á. Người ta gọi là cái này là táo đinh nha. Táo đinh. Còn táo tàu thấy thì không thích ăn nha. Táo tàu là mấy cái táo mà người ta bán ở chợ. Đầy ở chợ hết đó. Nó tròn tròn á. Nó gọi táo tàu á là nó ăn nó không có ngon. Cái thịt nó xốp xộp mà nó lặt nhát. Là chợ bán đầy luôn. Có đồng mấy con thao à. Còn mấy cái này. Nhưng mà cái này 5 đồng một thao là rẻ nha. Thèm quá. Cái này á giòn, ngọt. Cái mỏ thì nó chui à. Tại vì nó cắt là đau hai hàm á. Thế thì phải gán cắn dần lời. Chứ mỏ là ăn cái gì cũng đau á. Chỗ đây nè mọi người. Đây gắn xương nè, đau lắm. Đau cách kỳ khó lắm. Chỗ này nè. Cái thịt nó rất là chắc, không thể qua không có được. Thiên kỳ. Cái thịt nó rất là chắc. Rất là chắc. Rất là chắc. Vừa giòn, ngọt. Ngon lắm mọi người ạ. Thịt nó cực kỳ chắc luôn á. Nó không có xốp xộp. Cái em này mà Hailey cũng có mua một con tặng cho bé người cát nữa. Nhưng mà của bé người cát Hailey mua nhỏ. Tại vì Hailey nghe chị Thiên Nga nói nhà đầy hết trơn, không có chỗ á. Hailey ngại mua con bự, Hailey mua con nhỏ tặng. Dễ thương, cái này là em cốc, con cốc nhà con mắt nó to bự dễ thương. Nó có 4-5 loại lận. Có con mèo khi đi con này con kia đó. Rồi thấy thì để dành tiền mua gọi là nguyên cái collection nó luôn. Có nghĩa là collection có nghĩa là mình mua nguyên một bộ, trọn bộ nó luôn. Nhưng mà thấy thì mua từ con. Tại vì nó cũng mắc tiền á mọi người. Nó tới 70 đô con nó mắc tiền. Đó, thấy thì mời mọi người ăn nha. Thấy thì ăn cháo này á. Mục đích là chỉ ăn là hột vịt thôi à. Còn cháo hay là cũng ít ăn.
con đợi chút xíu mới mày cho con ăn nha. Đợi xíu rồi. Bây giờ lông ảnh ra, lông ảnh sắp ra dài á, đẹp trai lại mọi người, hết xấu xí rồi, mặt dễ thương. Găng của Pinky là cực kỳ đẹp luôn mọi người, găng của em rất là đẹp luôn á, găng đều đẹp lắm. Mà ở dưới, cái hàm ở dưới thì khoái, mỗi lần nó làm nè, đứa găng ra dễ thương. Thi quỵ tránh ra con, găng của nó, thi quỵ tránh ra. Găng của nó là giống như là bắp nhỏ 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 ở đây chú xí dễ thương. Ăn cháo mà bị nghẹn. Vừa coi cái cuốn video mà thấy lẹ ăn cuộc heo, gọi là lòng heo, gọi là dồi trường, thấy học hỏi rất là nhiều, cảm ơn mọi người nha. Và có chị chỉ là thấy liền nên ăn cái món đó với lại rau ngò gai. Thấy liền hồi nãy có nói với mẹ mai mốt sẽ thử, và anh có chỉ cho thấy liền là nấu với xào với nghệ tươi. Mai mốt mẹ thấy liền cũng sẽ thử món đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Thật sự làm YouTube á, có cái chỗ hay là như vậy. Mọi người cho nên thấy này mê vậy á, là mình chia sẻ về cuộc sống của mình, rồi bà con á chia sẻ lại. Và có những thứ trên đời này mình rất là cần nhiều thứ để mà mình học hỏi, cũng là nhờ làm YouTube. Rồi cô chú anh chị á vô cho mình ý kiến này kia nọ, chỉ dạng vậy á, là mình học thêm, mình được học hỏi rất là nhiều luôn á. Cho nên cái thú vị là cái chỗ đó đó. Cho nên nó thấy liệt thích học comment bình luận cũng là vậy đó. Có nhiều cái thú vị cần phải học lắm, mà mình ngọn chỗ mình không có học được, nó không có học được, phải như vậy mới có thể cơ hội học tiếp. Rất là quan trọng, có hai điều quan trọng mọi người. Thấy liệt cứ nói là thấy liệt sợ hỏi, nhưng mà thấy liệt cứ quên hoài à. Quan trọng thứ nhất nha, quan trọng là chai dầu gió kim. Thấy liệt tìm cả năm nay đó mọi người, không nghe mới biết tin á là cái công ty đó lại ngưng sản xuất. Tại sao vậy? Tại do sao không sản xuất nữa? Cái dầu nó gắn liền với mình là cũng là mấy chục năm rồi. Mọi người biết chai dầu gió kim lạc đà đó, để thấy liệt sẽ gài hình vô dầu gió kim lạc đà mọi người. Thấy liền là chuyên gia đau bụng, ăn vô là đau bụng. Chỉ có cái dầu đó mới làm cho thấy liền giảm lại. Thấy liền thử hết tất cả loại dầu, nó không có hiệu nghiệm. Nó nổi mà chi ta nhỏ xíu xíu như nè, là 10 đô của Mỹ đó, mà thấy liền mua đó mà cũng không hiệu nghiệm luôn. Mà chỉ có dầu giúp kim á, thấy liền xài mới được. Hồi bữa đó là họ có cái công ty nhà thuốc Tây ở Việt Nam, nó gạt Thái Lì, nó nói là nó muốn mua bao nhiêu chai cũng có. Mọi người tin không? Thái Lì đặt 1.000 chai. Mới đầu Thái Lì đặt 100 chai, thế quá thôi 500 chai. Cái chồng Thái Lì nói thôi cái này là em xài mỗi ngày, tại mỗi ngày Thái Lì ăn đau bụng, Thái Lì phải xài nó đó, cho nên xài mỗi ngày á. Hồi em mua chẳng 1.000 chai luôn đi. Cho Thái Lì mới nói 1.000 chai có không? Họ nói có. Trời ơi, đặt xong nó đợi hoài, đợi quỷ 3 tháng, 4 tháng hoài, không nghe gì luôn. Thấy liền mới hỏi lại là không trả lời luôn. Không trả lời luôn. Thấy liền mới hỏi gia đình, thấy liền ở dưới quê á, đi cắt tiệm nhà thuốc Tây á, tại giờ họ ngưng sản xuất. Nhưng mà ngược lại, thấy liền cầu cho họ bán loại dầu đó ế, bán ế đi để thấy liền có thể mua. Nhưng mà còn sót lại chai nào, thấy liền mót chai đó. Tại vì thấy liền bây giờ xài rất là mót. Thấy liền còn có một chai mà xài lưng phân nửa rồi. Cho nên thấy liền xài rất là mót. Còn hồi xưa không có biết, mình không có biết là nó bị ngưng sản xuất á. Mỗi lần á, đau bụng nó cứ chạch. Mà cái đó là cái hộp đó, cái hộp đó là hay mua, thấy liền mua hộp bự á.
Mà hộp bự hình như trong đó nó có 12 chai hay là chục chai gì quên rồi. Mà Hailey mua hồi lúc Hailey về Việt Nam lần cuối cùng Hailey đem qua, còn không có xài. Còn từ lúc mà bị bệnh mới xài. Mua như mua qua để dành để đó, tại cái đó mình xài hồi nhỏ đó. Hailey thấy, Hailey mua thôi chứ không có xài. Rồi lúc bệnh đó mới lo ra xài. Rồi thấy sắp hết á, mới là xài tiết kiệm lại. Rồi mới bắt đầu tập xài những các loại dầu khác á, thì không có chai nào nó hết, chỉ có chai dầu nó mới hết thôi. Hay là mới mua chai mắc tiền nhất là 10 đô mà chứ xíu xíu à, xài cũng không hết luôn đó. Mà đồng thời bạn có thấy là cũng kiếm mua cái loại đó bên Mỹ á. Si cũng hỏi Hailey có mua giùm, mua giúp her. Mà Hailey cũng là buồn, đáng buồn là Hailey không giúp được. Hailey ngộ lắm, ai mà nhờ Hailey cái gì mà Hailey làm không được cho họ. Trong lương tâm Hailey nó cắn cứng, nó như là nó bị giò xé, nó cắn gứt mãi mãi vậy đó. Tại mình không có thành, rồi họ thất vọng á. Hailey mới nói thôi bây giờ em gửi cho chị chai này nè, cho chị xài. Tại vì chị nói là chị thích để lên cái lỗ mũi á, cái mùi của nó thơm chị để được. Còn các loại dầu khác cái mùi á chị để vô mũi chị không thích. Rồi chị mới nói thôi em bệnh em cần em xài đi. Hailey nói thôi cho em địa chỉ đi, em gửi cho chị được không sao đâu. Chị nói thôi có con chai à, thôi kể để em xài đi. Nhưng mà trong lòng bây giờ vẫn buồn. Cho nên á mọi người á có giúp Hailey á, thấy tiện mà hết giãn cách á. Ai biết được những cái nơi mà mọi người ở á, nhà thuốc Tây nó bán ế, nó còn sót loạn chai. Mọi người giúp Hailey mua một chai thôi, Hailey cũng mang ơn lắm luôn, Hailey tạ ơn dữ lắm luôn á. Ai biết được là phải có một cái nhà thuốc Tây nào đó bán ế, phải không? Nói vậy chắc người ta chửi Hailey, mà tao quá ngán liệu. Đó, thì mọi người giúp được Hailey, Hailey vui lắm, tại Hailey rất là cần dây dầu đó. Hailey nhờ hết bà con dòng họ bạn bè của Hailey, không ai gọi, không ai có đó. Thứ hai là trong đây có ai ở Singapore không? Có ai ở Singapore không? Là Singapore, Việt Nam gọi là Singapore. Tại vì á cái bánh trung thu á chỉ có bên nước Singapore là tiệm cà phê Starbucks á, trong đó nó bán cái bánh trung thu á. Nó nhỏ xíu nha, mọi người rất là dễ thương. Nó nhỏ xíu có nghĩa là mình cắn hai cái là hết rồi. Là nó nhỏ cỡ đó, nó cắn hai cái là hết rồi. Hailey tức gì đâu á. Cái lúc Hailey Việt Nam là chồng Hailey đang ở ngoài biển chiến tranh. Và ảnh ngoài biển chiến tranh á, thì cái tàu của ảnh á là đi ngang qua Singapore. Rồi mới đậu vô Singapore. Ảnh ở đó được một ngày hay là hai ngày vậy đó. Rồi ảnh mới đi tiệm cà phê Starbucks. Vô tình anh thấy cái bánh trung thu nó nhỏ dễ thương, tại vì anh biết cái tánh Hailey á, cái gì mà nó nhỏ nhỏ dễ thương là anh mua cho Hailey, Hailey thích á. Mà tức một cái lúc đó anh không có chịu, anh không có ăn thử. Nếu như anh ăn thử anh biết nó ngon đến chừng nào là anh mua, là anh sẽ mua nguyên một thùng luôn, thùng bự và chán lửa vậy là đem về cho Hailey. Nhưng mà tiếc là lúc đó là với lại anh không có ăn được cái trứng muối á. Cái bánh nó tuy nó nhỏ nhưng mà nó có trứng muối chọn ăn rất là ngon. Trời ơi, ảnh mua cho Hailey được có 2 miếng à mọi người ơi. Rồi cái lúc mà Hailey bay, lúc mà ảnh trở về á, nhưng mà chưa có về đây nữa, là ảnh trở về, ảnh chỉ ghé bên Hawaii. Lúc đó Hailey là mang bầu bé Lexi 6 tháng. 6 tháng Hailey mới bay qua bển gặp ảnh. Một tuần, ảnh qua bển một tuần. Không biết Hailey ở được có 2-3 ngày chứ không phải một tuần. Ảnh mới đưa bánh cho Hailey ăn. Trời ơi mọi người, nó ngon gì đâu. Ăn mà Hailey cắn cái ngon. Mà sau đó Hailey nhìn lại, Hailey cắn chút xíu xíu nè, ăn nha. Ăn chút 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 nha nè. Nó ngon lắm, Hailey nhớ cái mùi vị đó dữ lắm. Cho nên nó ai mở Singapore nhớ giúp Hailey mua cái bánh trung thu ở Starbucks đi. Hailey đội ơn lắm, Hailey trả tiền bao nhiêu Hailey cũng trả hết á. Bao nhiêu tiền Hailey cũng gắng cố gắng Hailey kiếm tiền Hailey trả cho mọi người hết đó mọi người ơi, mọi người ơi. Anh nói là mai mốt anh sẽ lựa cái giờ mà cái lễ trung thu đó, anh sẽ đi qua Singapore anh mua bánh nó về cho Hailey. Nhưng mà chỉ có đi đường tàu về được thôi. Tại vì bánh đó, bánh trứng muối đó, qua Mỹ đó, họ đâu có cho đem vô nước đâu. Chỉ có những anh lính đi tàu thì không có xét thôi. Tàu thì muốn đi đem vô gì đi em. Đó. Trời ơi, ngon lắm mọi người ơi. Không biết làm sao mà cái tiệm cà phê Mỹ Starbucks mà nó có cái bánh nó ngon dữ dội như luôn. Đó thì là hai cái điều đó Hailey muốn chia sẻ và nhờ mọi người giúp cho Hailey. Hailey không thích ai giúp Hailey hết á. Nhưng mà một khi mà Hailey lên tiếng hỏi rồi á, có nghĩa là Hailey hết con đường rồi.
Hailey hết đường rồi, Hailey không có còn đường gì để mà kiếm được nó hay làm được gì chơi nó, Hailey mới nhờ. Chứ thường ngày Hailey không thích làm phiền ai á, thiệt. Hailey không thích làm phiền. Ai làm phiền Hailey khoái, nhưng mà Hailey không thích làm phiền ai hết trơn á. Thôi Hailey sẽ tiếp tục ăn nó, video cũng dài rồi. Với lại chó của Hailey thật sự nãy giờ nó đang đợi dữ lắm, nó đợi để được ăn á. Cho nên Hailey sẽ rút nó ăn. Cảm ơn mọi người theo dõi kênh của Thái Ly, thương mọi rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ. Ở Việt Nam hết giãn cách rồi đúng không mọi người? Đó, chúc mọi người rất là mạnh khỏe, vui vẻ và sẽ hẹn mọi người vào video kế tiếp. Love you. Thương mọi người rất là nhiều. Bye. Rồi, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để xem hết cuốn video này. Hãy đi làm video rất là cực khổ luôn mọi người, chứ không phải là một cách đơn giản. Cho nên mọi người hãy thương công sức của Hailey bỏ ra tâm tư để làm những cuốn video chia sẻ đến mọi người. Và mọi người hãy đừng tiếc chi nhấn một cái nút đăng ký đỏ ở phía dưới. Và thương Hailey hãy cho một nút like và hãy chia sẻ video của Hailey ra đến cho mọi người biết nha mọi người. Thương mọi người nhiều, chúc mọi người nhiều sức khỏe, một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc. Love you.